chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại kênh Andy Siêu Mẫu của mình. Hôm nay là quay trở lại cái sân vận động Bà Rịa tỉnh Vũng Tàu, thì chuẩn bị đi cùng sẽ đến tiếp tục cái sân vận động của bạn. Đó, rất đẹp như này. Thì cái đấy là cái đang đi ở dưới đường bít. Phía bên kia là có rất là nhiều núi đó. Ở sau lưng mình là một cái dãy núi rồi, rất là cao luôn, tập trung ở bên kia luôn. Thì, ở bên kia là ở ngoài sân thì người ta đang chuẩn bị cắt những cái cỏ, các bạn cắt cỏ cho nó đều lại đó. Thì đây là những cái ở phía sau lưng của mình là những cái khung để mình ghép màn hình đó. Ghép màn hình xong rồi sẽ chiếu những cái quảng cáo khi mà trận đấu nó diễn ra các bạn. Đó, đi rất là xa luôn, nãy giờ đi hơi xa thuốc ở phía sau lưng nó dài lắm, một cái sân rất là rộng. Ôi chào các bạn. Có gì đâu quay. Chào các bạn nha. Thì em đang bật điện nghe đây là khán đài. Mình rất là cảm ơn bạn. Kiếm cà phê uống nè, đây là cái ngoài ở ngoài cổng nè, bây giờ ở trong đó là sân.
con lại có một cái hành cây rất là khỏe. Thì giờ thằng ở đây rồi, giờ thì sẽ có cái gầm cây rồi mình. Không có đường thôi. Thank you.